Ngại ngùng quá vì vậy nên đừng nên bi quan. Kim Yên Khang, Ếch và Lắc, bộ đôi thổi bay các loài vậy. Linh ơi! Hả? Đi mua mấy bộ đồ bơi với tớ đi. Ôi dồi ôi, cậu mà dám mặc đồ bơi á? Nhờ tớ dùng kem thảo dược tự nhiên X-Plus nên da rẻ đã sạch vảy, mịn màng rồi đây này. X-Plus? X-Plus là kem thảo dược bôi ngoài da với thành phần chính là chitosan, được tinh chế từ vỏ tôm cua, kết hợp với các dược liệu khác như phá cố chỉ này. X-Plus góp phần làm sạch vảy da và các tế bào da chết, làm thơm, dưỡng da và duy trì độ ẩm, làm dịu da, giữ cho da mềm mại và mịn màng. Vậy hả? Nếu thế thì chúng mình đi mua đồ bơi ngay thôi. Kem thảo dược thiên nhiên X-Plus duy trì độ ẩm cho da, góp phần làm sạch vảy da. Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Spafa, địa chỉ số 173 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại 043 775 7240.